coi sao rồi lên sinh được không, mời được lên sinh được không, xin được chặt cân án nhé. Tôi cũng chặt cân án nhưng tôi xem phải chú tiết học tiếng Phúc. Hôm nay tôi xin được xin được gặp anh em một tiền nữa đang nhìn đạp hiện nay và bên mình đang săn hàng khi nhập về là biết một cái nhưng mà thì bộ phận này là tem chủ đạo là thương hiệu ô liu và một số biệt thự ô liu và một số biệt thự khác như nhau. Đây em mình đang muốn nói với anh em đây thì bộ tem này cũng gồm nhiều hình khác nhau như là ô liu hay là anh cu hay là sampo hay bembo thì bộ tem này có nhiều icon để anh em có thể thoải mái trang trí ở nhiều vị trí khác nhau trên xe của anh em tùy vào màu sắc kích thước hay là hình dáng của xe anh em có thể trang trí ở vị trí nào cho phù hợp và bắt mắt nhất thì cũng như bao nhiêu bộ tem khác ngoài trang trí xe máy anh em còn có thể trang trí ở lon bảo hiểm điện thoại hay là nhiều vật dụng khác nữa mà anh em thấy cần thiết và dán lên đẹp thì anh em trang trí thôi chứ không nhất thiết là phải dán trên xe máy nha anh em. Thì để sở hữu cho mình cái bộ tem này thì anh em có thể qua trực tiếp shop mình ở số 21 Lê Thị Hoa, quận Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, shop Lê Sinh và Lúc anh em, hoặc có thể đặt hàng trực tiếp tại link sản phẩm bên dưới. Thân áo sẽ có thể anh em.